Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 của tuổi Sửu. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Sửu chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, nguyệt lệnh dưỡng nên con giáp tuổi Sửu rất cần mẫn, chăm chỉ trong công việc. Nhưng có thể một số người sẽ thấy buồn khi nỗ lực của mình vẫn chưa được hoàn toàn ghi nhận. Đôi khi lựa chọn còn tốt hơn nỗ lực, bạn cũng phải dành thời gian để nhìn lại và nhận ra điều gì mình nên tập trung và điều gì mình nên bỏ qua. Thực tế là dù bạn chăm chỉ đến thế nào thì cũng không đủ sức để làm mọi việc đâu. Tháng mới xuất hiện không ít khó khăn, trở ngại và đôi lúc khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhờ sự cẩn thận, tỉ mỉ mà bạn giúp team hoặc công ty của mình giảm được những thiệt hại đáng kể và được đánh giá cao. Lời khuyên cho bản mệnh trong tháng này đó là đừng quá cầu toàn. Vì cứ như thế thì khi mọi người không thực hiện theo mong đợi của bạn thì bạn cho rằng họ không đủ năng lực. Điều này gây ra rất nhiều sự thất vọng vì bạn không thể tin tưởng bất cứ ai để chia sẻ những gánh nặng, rồi bạn lại ôm đồm nhiều việc cùng một lúc chỉ vì sự thiếu tin tưởng chứ không phải vì người khác kém. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện tài lộc. Tài vận tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Sửu không có quá nhiều biến động vì bạn đủ khả năng kiểm soát tình hình mỗi khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Người tuổi Sửu cũng nên cẩn thận kẻo dễ có những tranh cãi về tiền bạc vì sự không rõ ràng, minh bạch bạn nhé. Bạn bè mượn tiền cũng cần ký giấy để đảm bảo để hạn chế tối thiểu rắc rối về sau. Bản mệnh không tin vào những vận may nhưng cũng đừng vì thế mà sinh ra tâm lý quá bi quan khi ai đó nói về cơ hội kinh doanh, kiếm tiền. Sự đa nghi cộng thêm cứng đầu sẽ khiến các cơ hội của bạn bị khép lại, do đó hãy giữ tâm thế cởi mở, học hỏi và tìm hiểu thêm, chớ nên liên tục phủ nhận ý kiến của ai đó về tiền bạc. Thất xích bay về phương Đông Bắc dự báo sẽ có một số cơ hội mới mở ra nhưng cũng có thể là cái bẫy, do đó, bản mệnh nhất định phải tỉnh táo. Nếu không, những đồng tiền dễ dàng kiếm được cũng dễ dàng mất đi trong phút chốc đấy nhé. Tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi 2021, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên vận trình tình yêu của bản mệnh có nhiều điều khiến bạn nặng lòng. Thực ra, vấn đề có vẻ ở chỗ bạn quá tập trung vào sự khác biệt giữa hai người mà quên đi rằng cả hai từng có nhiều giây phút vui vẻ bên nhau. Hãy nghĩ tới những điều nhỏ nhoi, ý nghĩa mà đối phương cố gắng vun vén cho tình cảm của hai người. Không phải hạnh phúc lúc nào cũng nằm ở những điều, đao to búa lớn, hay những phô trương bên ngoài. Đó cũng có thể là những điều nhỏ bé hàng ngày mà bạn không biết trân trọng nó đấy thôi. Người độc thân thời gian này vẫn đang âm thầm tìm một nửa cho mình nhưng điều này không dễ dàng, đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn. Điều quan trọng vẫn là giữ thái độ lạc quan, cởi mở với mọi người bạn nhé. Với những ai đã từng chịu tổn thương từ chuyện tình yêu cũ thì cũng không nên vội vàng tìm kiếm điều gì mới, thời gian này bạn nên bình tĩnh, cân bằng trở lại, nếu không sẽ dễ có quyết định sai lầm khi cứ muốn tìm một người để lấp chỗ trống. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Sửu 2021, những ngày đầu năm mới, tâm lý ham vui ham chơi nên tuổi Sửu sẽ lười nấu nướng, thích ăn vặt ở ngoài. Hãy cẩn thận chọn lựa loại đồ ăn có lợi cho sức khỏe của bạn nhé. Lưu ý rằng các sản phẩm như bánh quy, bánh ngọt, thức ăn nhanh, đồ chiên, đồ đông lạnh thường có hàm lượng chất béo chuyển hóa cao. Vì thế, chúng ta nên hạn chế vừa phải chúng trong thực đơn của mình. Đừng vì thời tiết lạnh mà ngại đi ra đường bạn nhé, nếu ở trong nhà quá lâu có thể sinh trầm cảm đấy, bạn có thể thi thoảng chọn thời điểm có nắng lên là đi ra ngoài để các tế bào trong cơ thể bạn được đánh thức. Ngoài ra, mỗi tối bạn có thể dành thời gian 15 đến 20 phút để ngâm chân bằng nước muối ấm để giúp cơ thể ấm hơn và giảm căng thẳng, bạn sẽ ngủ ngon hơn, đẩy lùi nhiều bệnh tật. Chỉ cần một giấc ngủ sâu thì sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy rõ mình tràn đầy năng lượng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu.
1. Kỳ Sửu, Hỏa, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô. Khẩu quyết, hãy để chuyện tình cảm diễn ra tự nhiên, đừng gượng ép. Quý nhân, Thìn Dậu. Tiểu nhân, Hợi Tý. Màu sắc may mắn, vàng, đen. 2. Tân Sửu, Thổ, Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết, hãy xác định mục tiêu mới và theo đuổi nó đến cùng. Quý nhân, Mão, Thìn. Tiểu nhân, Tuất Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đen. 3. Quý Sửu, Mộc, Nam Thái Bạch, Nữ Thái Âm. Khẩu quyết, hãy chọn khó, chọn khổ một chút để được thể hiện bản thân. Quý nhân, Mùi, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, tím, vàng. 4. Tất Sửu, Kim, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô. Khẩu quyết, nóng vội sẽ khiến bạn sa đà vào những sai lầm. Quý nhân, Mão, Tỵ. Tiểu nhân, Hợi, Thìn. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 5. Đinh Sửu, Thủy, Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết, tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch, đừng phản ứng cái sai của người khác bằng cái sai của mình. Quý nhân, Thìn, Ngọ. Tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.